kính thưa quý vị và các bạn trở lại ấp Lạc Sơn nơi từng là tâm dịch là điểm nóng dịch bệnh Covid-19 của xã Thạnh Qua Sơn, huyện Cầu Ngang. Ký ức về những ngày từng sống trong tâm dịch, từng là bệnh nhân Covid-19 có lẽ sẽ chẳng dễ dàng quên của những F0 ngày nào. Bà Thạch Thị Pho là và chồng là ông Thạch Ten từng là bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi tại bệnh viện giả chiến số 7. Trong ký ức của bà Pho là những ngày đầu mới nhập viện điều trị cả hai vợ chồng đều rất lo và rất sợ cảm giác hoang mang nhất là sau khi bà xuất hiện các triệu chứng như ho sốt rác cổ họng sau đó là bị mất khứu giác không có cảm giác gì với mùi thức ăn gần một tháng điều trị ở bệnh viện hai vợ chồng bà được xuất viện hiện nay sau hơn một tháng khỏi bệnh hai vợ chồng bà Pho là đã trở lại cuộc sống lao động bình thường như những ngày chưa từng xảy ra dịch bệnh. Khi chúng tôi đến, ông Thạch Ten chồng bà đi làm ruộng vẫn chưa về. Bà Pho là tâm sự trông nỗi buồn, có lẽ vẫn là cảm giác mặc cảm với mọi người và những e ngại của bà con lối xóm. Sợ chứ, không có mình không có từng gặp tình trạng như thế này cũng mình sợ chứ thì mình bị ho rồi mình đau đầu đó rồi mất mũi giác thì mình ăn uống thì thì không được ăn uống không được thì hai ba ngày đó mà ăn ít đó thì mình gì cũng mình vặt đồng trong nhà dọn dẹp vệ sinh nhà cũng được bình thường ta sợ mình không có dám nói chuyện chúng với mình đâu nên ta sợ sợ cũng mình cũng ngày chứ đã hơn một tháng nhưng mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian 14 ngày điều trị COVID-19, cùng với người cha già cũng dương tính ở bệnh viện giả chiến số 1. Anh Thạch Rút lại cảm thấy bản thân rất may mắn vì được khỏi bệnh và cảm ơn các y bác sĩ đã tận tình giúp cha con anh vượt qua bệnh tật. Bởi lúc ấy, cha anh Rốt là ông Thạch Dương, đã 87 tuổi, có nhiều bệnh nền, phải thở máy. Còn anh cũng bắt đầu có các triệu chứng ho sốt, khó thở, nhưng được các y bác sĩ tận tình thăm hỏi, chăm sóc, động viên tinh thần, giúp anh vượt qua được sự sợ hãi và khủng hoảng tinh thần. Lúc đó anh an tâm hơn, bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn. Tinh thần lạc quan, tích cực đã giúp anh có thêm sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Hơn một tháng điều trị khỏi bệnh về nhà, đến nay anh thạch rút hoàn toàn khỏe mạnh nhưng anh cảm thấy buồn mặc cảm và thiếu tự tin với cộng đồng vì đôi lúc anh bắt gặp ánh mắt e ngại của những người xung quanh lúc vừa cũng uh, sốt đau không nhiều đó. hoài vài cái à, mình sợ cũng hơi sợ cũng lo lo chứ không biết rồi đem đi đâu gì đâu nữa rồi thuốc men sao rồi ăn uống sao nữa rồi tôi đi tới bệnh viện thấy uh, bác sĩ cũng lo lắng cho mình mỗi ngày đi đo nhiệt độ mình rồi hỏi thăm rồi mình bệnh sao sao vậy đó cũng cho thuốc uống thì thấy vậy cũng hết lo thấy thấy khỏe cũng lấy lại trạng thái bình thường còn cái mình đi tiếp xúc người ngoài cũng thấy người ta sợ sợ mình cũng khó chịu cho đó <laughs> mình thấy buồn cho đó hiện tại 70% người dân ấp Lạc Sơn xã Thành Hòa Sơn đã được tiêm mũi một vaccine ngừa covid 19 hơn một tháng qua trên địa bàn ấp không phát hiện ca lây nhiễm mới. Mọi hoạt động của cuộc sống sinh hoạt dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, tâm lý lo sợ của người dân là vẫn còn. Dân từ các địa bàn khác vẫn còn tâm lý ngại vô địa bàn ấp Lạc Sơn. Hay nhiều người dân trong ấp vẫn còn e ngại với các bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh hoặc những F1 đã từng đi cách ly tập trung về. Trong địa bàn Lạc Sơn là điểm nóng của trong xã Thành Hòa Sơn mà trong ca bệnh dân tính thì 52 trong cả áp mà chủ yếu là ba ba cái vuông là chủ yếu là hết 48 mà Vì qua cái địa bàn của dân Lạc Sơn thì lúc này thì được ổn định thì cũng nhờ nhà nước thì quan tâm thì chích ngừa đủ liều cũng được người một liều rồi sống được cũng là ổn thì cũng phát triển hiện nay cũng ở trong địa phương cũng vẫn bình thường không có gì hết thì ngoài xã vô ngoài ăn ngoài xã nào vô cũng chưa chưa có dám vô của địa bàn mình người ta cũng dần sợ trong địa bàn của lạc sơn á đi á, làm thợ hồ ngoài huyện á người ta còn chưa nhận bị lý do là trong cái này là điểm nóng chưa có dám nhận cho làm cũng là thiệt thòi cái người lao động khi một người mắc covid 19 không chỉ cá nhân họ mà cả gia đình của họ cũng bị ảnh hưởng bởi dư luận. Dẫn đến, họ bị cảm giác tội lỗi là đã làm lây lan dịch bệnh cho hàng xóm, láng giềng và những người tiếp xúc gần, khiến một bộ phận dân cư bị cách ly, mọi công việc hoạt động bình thường bị đình trệ. Thay vì được chia sẻ, được cảm thông và giúp đỡ vì chẳng may bị mắc bệnh thì họ phải hứng chịu lời ra tiếng vào, thậm chí là sự hắc hủi, xúc phạm sự kỳ thị không chỉ đến với họ mà còn đến cả với những người thân của họ. Biến thể Delta vô hình đã gây ra dịch bệnh COVID-19 bùng phát, số người mắc và tử vong rất cao, gây ra nỗi sợ hãi và lo lắng về COVID-19 là có thật. Nhưng bệnh tật là không ai mong muốn. Và đó không phải lý do để kỳ thị những người từng mắc COVID-19 bởi trong chúng ta, bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm bệnh. Không ai mong muốn mình bị mắc COVID-19. Không ai muốn để mình trở thành những F0 hay F1. Và cũng chẳng có ai muốn mình rơi vào tình cảnh vừa mắc bệnh lại vừa bị người khác kỳ thị. Chính vì sợ hàng xóm, láng giềng dèm pha, nên khi mắc triệu chứng ho, khó thở, nhiều người lại không dám ra trạm y tế địa phương để khám hoặc có những F1, F2 từng không dám khai báo y tế. Vô hình trung, tâm lý kỳ thị đã làm giảm hiệu quả của công tác phòng dịch. Khi tiếp xúc với chúng tôi, những người nông dân chân chất, thật thà này cũng không biết sao mình mắc bệnh. Họ không muốn điều đó. Giá như họ không mắc bệnh. Giá như đừng có dịch bệnh COVID-19. Nhưng cuộc sống có nhiều thứ chúng ta không lường trước được chủ động phòng ngừa để phòng chống dịch bệnh là tốt, nhưng kỳ thị, phân biệt đối xử với người từng là bệnh nhân COVID-19 thuộc về vấn đề nhân đạo. Đừng để nỗi sợ hãi thái quá của cộng đồng, của những người xung quanh trở thành những nỗi ám ảnh, những mặc cảm tự ti của bệnh nhân COVID-19. Khi họ chỉ là những nạn nhân, chỉ là không may mắc bệnh và họ chẳng có lỗi gì. Tình hình dịch bệnh ở Trà Vinh đang được kiểm soát tốt, mặc dù ca mắc vẫn còn. Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi muốn kêu gọi mọi người hãy đồng hành chia sẻ, hãy động viên nhau vượt qua khi không may có người bị nhiễm bệnh. Hãy chia sẻ những khó khăn của những người bị ảnh hưởng, thất nghiệp, mất việc, những người không may có người thân mất do Covid-19 trong khả năng của mình dịch Covid-19 đã lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ. Lời động viên kịp thời, đúng lúc là liều vaccine hiệu quả nhất trong lúc này. Hãy đồng lòng chung sức, hơn triệu trái tim trà dinh qua cùng nhịp đập, chảy cùng một dòng máu đoàn kết trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cho đi yêu thương là còn mãi, tình người mới là đáng giá nhất.